Trung tâm điện tử Tắm Hoa Chi Linh xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể các bác và anh em và quay trở lại video ngày hôm nay lên test giới thiệu đến các anh em một cặp loa full Mỹ, một cặp loa thương hiệu đến từ PV, hàng Mỹ xịn quá nhá. Và với cặp loa PV này có model TLS3 cấu hình 1/30 này các bác, chơi không gian từ 15-20 vuông trở lên các bác. Cấu hình 1/30, một tép kèn, một chơi một dòng tép đôi tép Thành Anh này các bác. Karaoke lời rất sáng và bay các bác nhá. Đấy, giải tép nghe rất là tí tách này các bác này. Đấy. Đấy, 1/30 đấy các bác. 1/30. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ các bác nhá. Đấy, thông số kích thước chiều cao của model TLS3 thiết kế chiều cao khoảng 60, ngang là khoảng trên 40 một chút. Đấy, sâu là 30 cm, thiết kế hình vát này các bác. Đấy. Loa đẹp lắm, nguyên zin các bác nhá. Rồi, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em này. Và PV model TLS3. Hàng là USA các bác nhá, made in USA. Thiết kế hai cổng jack kết nối 6 ly này các bác. Đấy. Các bò góc và bò sắt các bác này. Niềm yêu từ tôi đến. Đấy, thùng gỗ bọc lì đẹp xuất sắc, loa nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, bao chất cho các anh em với cặp loa PV TLS3 1/30. Đấy, cặp này các anh em chơi không gian gia đình ghép với một quả siêu trầm 40. Đấy, chất hết điểm các bác này. Đấy, loa đẹp xuất sắc zin nguyên các bác nhá. Với một giá đầu tư rất hợp lý của cặp loa PV TLS3 1/30 8 triệu. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Tép nó lẩy lắm con. Xin giá biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trông. Mình thương nhau chưa trót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời. Đó là các anh em chỉ cần bỏ ra 8 triệu đồng sở hữu ngay một cặp loa Mỹ PV TLS3 1/30. Giấc ngủ nào quên giấc ngủ.